Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần Chủ nhật chúng ta vẫn có chương trình Vô Đề, chủ yếu là đề tài được mở rộng hơn, đề cập tới những vấn đề mà quý vị quan tâm ngoài thời sự, bởi vì thời sự chúng ta đã đề cập từ thứ hai tới thứ sáu rồi. Hy vọng quý vị sẽ có những cái ý kiến hay hơn. Và trước khi đi vào cái phần Vô Đề ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào muốn có những thiết bị điện tử, những giường nệm chống đau lưng danh tiếng của Ý, những ghế massage nổi tiếng của Nhật hay là những sản phẩm mới của Đại Hàn, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại trên màn hình của quý vị là 1877-892-6999, 1877-892-6999 để biết thêm chi tiết, hoặc và vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều và hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những đề tài hấp dẫn hơn bên ngoài thời sự, và để coi quý vị có những cái ý kiến gì. Hôm qua thì có những cái ý kiến mang tính chất gọi là khá xã hội. Tôi thì tôi thích là cái chương trình Vô Đề với ra lại cái chương trình tán gẫu, là chúng ta đề cập tới những vấn đề xã hội nhiều hơn hoặc là văn hóa nghệ thuật nhiều hơn, thay vì cứ tập trung vào thời sự. Thời sự thì chúng ta đã có từ thứ hai tới thứ sáu rồi nha. Rồi bây giờ bắt đầu bước vào cái phần comment của quý vị. Thế anh Phong, tập cận bình qua Việt Nam, kinh tế Việt Nam có đỡ hơn không anh? Thì tôi nói với quý vị đó là ngáp ngáp, tức là cùng lắm tập cận bình có cam kết một vài điều để cho ngáp ngáp thôi, chứ nó sẽ không vực dậy nổi đâu. Tại vì đó là ý của Trung Quốc muốn. Những đất nước nào mà có cái đường biên giới chung với Trung Quốc thì Trung Quốc không muốn họ mạnh về kinh tế và cũng không muốn họ chết. Muốn cho nó ngáp ngáp thôi, dở sống dở chết đó. Đó là cái ý của Trung Quốc mà nha. Ok. Rồi lướt qua một số những cái vụ Lưu Bình Nhưỡng sao rồi anh? Quý vị trong nước hỏi tôi thì quý vị biết, chứ làm sao tôi ở ngoài này tôi biết được. Có điều là bây giờ thì nghe nói là ông ta bảo kê cho băng đảng gì đó thì chưa biết được, để coi tại vì công an bắt vẫn là những cái tội danh khác. Mục tiêu là dập tắt những cái tiếng nói mà nó lạ lùng ở trong nước, do đó thì họ sử dụng tội danh nào thì chuyện của họ nha. Rồi tiếp tục, chương trình đặc biệt Chủ nhật thì thấy các trường đại học danh tiếng giờ toàn cánh tả thống trị trong làm hư giới trẻ. Thật sự quý vị, tôi đã nói rồi là những trường này nên chỉ đi về chuyên môn của họ thôi, đừng có xen, đừng có gieo rắc những cái tư tưởng. Nhưng mà những ông giáo sư khuynh tả đã đặt ra những cái quy tắc này, cho nên những người sau này, từ sinh viên cho tới giáo sư sau này vào thì họ theo cái quy tắc đó, và cái quy tắc đó nó là một cái chất độc. Nó đang làm cho hư hỏng tất cả những cái thế hệ kế tiếp của Hoa Kỳ. Dù có chuyên môn giỏi nhưng mà đạo đức không có, và gần như là băng hoại rất là nhiều nha. Anh nói đúng, Việt Nam cúp điện tới 21 đêm mới có, tuần rồi mới cúp điện, giờ cúp nữa. Thì tôi đã nói với quý vị là tình trạng thiếu năng lượng, tình trạng thiếu năng lượng nó sẽ cúp điện luân phiên ở khu dân sự, nó sẽ không cúp ở khu hành chánh hay khu sản xuất đâu, mà khu dân sự sẽ bị cúp nhiều nha. Rồi tiếp tục, wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Có phải các công ty nước ngoài năm tới đầu tư vào Việt Nam nhiều không anh? Không có. Tôi không thấy công ty nào đầu tư cả. Tôi không thấy công ty nào đầu tư. Ngược lại, Intel rút ra khỏi Việt Nam đó. Intel là coi như là dẹp bỏ cái dự án mà khoe khoang một tỷ rưỡi gì đó là dẹp rồi. Thì tôi đã nói quý vị là vấn đề ở chỗ là cái chế độ cai trị đó nó chọn khuynh hướng như thế nào. Nếu mà với cái nhìn của tôi bây giờ, nó chọn khuynh hướng đứng về Trung Quốc thì chờ Trung Quốc đầu tư đi, không có nước nào đầu tư cả nha. Rồi tiếp tục, wow, lướt qua.
doanh nghiệp Mỹ thuê người nhập cư bất hợp pháp khi phát hiện bị phạt gì không anh? Phạt tiền thôi. Cái đó là phạt tiền tùy theo mức độ. Có điều là ở Mỹ này các công ty đó thì họ đều để trên trang web của họ là không mướn những nhân công bất hợp pháp. Họ phải có giấy tờ, họ phải có số Social Security để mà khai thuế, cũng như là họ phải chứng minh họ là di dân hợp pháp. Thường thường những người di dân bất hợp pháp không có số Social Security, mà luật đi mướn người lao động là đầu tiên hết là phải giữ số Social để mà báo với sở thuế và cho biết là họ mình trả lương cho họ như thế nào và trừ thuế ra sao. Thì những người di dân bất hợp pháp thường thường không có số Social. Do đó những người nào mướn thì bị phạt tiền, và không có đến nỗi tù tội đâu, nhưng mà bị phạt về mặt dân sự nhiều hơn nha. Rồi lướt qua một số cái anh cho em hỏi tại sao người quốc tịch Mỹ lại qua Việt Nam để sản xuất ốc vít. Em cấp bản kiểm tra ốc vít mới biết, chắc không phải sản xuất cho Việt Nam. Tôi không biết người gốc Mỹ nào, quốc tịch Mỹ nào, tôi chả biết. Và điều tôi biết được là những công ty ở Việt Nam chỉ là những công ty gia công thôi. Gia công thôi, chứ không phải là những công ty sáng tạo hay là lắp ráp mà cái kiểu mà gọi là kỹ thuật cao. Theo tôi biết là như vậy nha. Rồi, tước lướt qua một số cái. Ok. Di dân dưới dạng con lai kết thúc năm vào thập niên 90. Tới giữa thập niên 90 thì cái phong trào con lai đã chấm dứt rồi. Con lai, và sau đó cuối thập niên 90 thì cái phong trào HO cũng đã chấm dứt luôn. Coi như là những cái chuyện đi về nhân đạo không còn nữa. Còn bây giờ là chỉ có bảo lãnh gia đình hay là đi theo cái diện đầu tư đại khái như vậy thì có thôi. Còn tất cả những cái diện con lai hay là trước đó là cái diện nhân đạo đã hết rồi, từ thập niên 90 rồi nha. Ok, trường đại học ngoài tiền sinh viên đóng phí và những nhà tài trợ, chính quyền liên bang có phân bao nhiêu phần trăm các bên? Tùy theo mỗi trường và tùy theo ngân sách của chính quyền liên bang cấp cho Bộ Giáo dục là bao nhiêu, và họ sẽ ưu tiên cho vấn đề gì thì họ sẽ cấp cái ngân sách từ chính quyền liên bang cho những cái trường đại học đó. Ví dụ như là bây giờ cái ngành AI đi, tức là cái ngành trí tuệ nhân tạo đi, nó đang được nước Mỹ thúc đẩy cổ võ, thì những trường nào mà có những cái lớp học về AI thì họ sẽ được tài trợ cho cái lĩnh vực AI thôi, tức là cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thôi. Thì tùy theo cái mức độ của trường đại học đó, cái chuyên môn của họ, và cũng tùy theo cái ngân sách của Quốc hội duyệt là được bao nhiêu nữa, chứ không ai biết được chắc chắn là bao nhiêu phần trăm cả nha. Ok, rồi tiếp tục. Kinh tế Việt Nam chắc 10 năm nữa chưa phục hồi lại được. Tôi không nghĩ là 10 năm, mà tôi nghĩ là 30 năm tới 50 năm nếu Cộng sản còn cai trị. Còn nếu Cộng sản sụp đổ thì trong vòng 10 năm, kinh tế Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiên phong trong khu vực. Nếu Cộng sản sụp đổ, còn nếu Cộng sản không sụp đổ thì 30 năm tới 50 năm nữa thì kinh tế Việt Nam nó giống như là cái mảnh rách vậy đó nha. Rồi tiếp tục. Ok. Rồi cuộc chiến Ukraine sẽ không bao giờ chấm dứt trừ khi Hoa Kỳ có một tổng thống cứng rắn như ông Trump thì mới có thể dập tắt. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này nó muốn chấm dứt không phải chỉ có một cá nhân của tổng thống Mỹ, mà cái chiến lược của NATO như thế nào. NATO bây giờ là 31 quốc gia. Họ có chiến lược nào cứng rắn hay không? Đủ cứng rắn thì cuộc chiến này chấm dứt sớm. Còn nếu như mà tránh né chạy vòng vòng thì cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn và không có cái cơ hội chấm dứt, trừ khi là cả Ukraine bị Nga nuốt sạch hết luôn. Còn nếu không thì mà Nga nuốt Ukraine rồi cũng chưa chắc cuộc chiến chấm dứt nữa. Nó sẽ lan rộng qua khu vực khác. Vấn đề là NATO có thái độ như thế nào thôi. Ok, chứ không phải riêng một cá nhân của một tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ cứng rắn, nhưng mà 30 quốc gia còn lại nó xìu xìu ở nển thì cũng vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số. Ok. B-21 chừng nào có mặt ở Army US Dành Phòng? Chưa biết được, bây giờ họ chuẩn bị trong một vài tháng nữa họ bay thử. Vừa rồi tháng 4, tháng 5 là cái vụ ra mắt thôi. Còn nếu mà chính thức để mà bay thử thì trong vài tháng nữa. Rồi khi mà được bay thử mà không có vấn đề trục trặc gì hết rồi
thì lúc đó mới đi vào sản xuất, dành ưu tiên cho không quân trước chứ không phải lục quân. Lục quân AME là lục quân rồi, còn cái này là dành cho Air Force. Do đó thì không quân đặt hàng bao nhiêu thì chưa biết, họ nói là 100 chiếc đó nha. Rồi à, tôi thấy tổ chức WHO phải qua Trung Quốc để điều tra viêm phổi sơ sinh càng sớm càng tốt, chứ là lâu lây lan như chắc COVID-19 là xong anh Phong. Tôi không nghĩ như vậy. Trung Quốc sẽ không allow, Trung Quốc sẽ không cho phép. Trung Quốc sẽ không cho phép, và quý vị đã thấy cái bằng chứng là cái COVID-19 rồi đó. Cái COVID-19 là tới đó giống như là đi dạo chơi xong đi về, có một tháng à, 15 chuyên viên, cả một cái đại dịch mấy triệu người chết, mà chỉ có 15 chuyên viên tới Trung Quốc thôi. Mà 15 chuyên viên này tới á, là nó cho đứng chỗ nào đứng, nó cho ngồi chỗ nào ngồi, đi qua chỗ khác không được, đi đâu qua đó một tháng xong đi về. Tôi không nghĩ là Trung Quốc sẽ cho phép chuyện này. Do đó thì quý vị đừng tin vào cái tổ chức WHO đó, đó là nó là cái ổ tham nhũng, lạm quyền. Tôi không tin cái tổ chức này nữa. Kể từ cái đại dịch 19 là tôi không tin cái tổ chức này nữa. Cái tổ chức này nó đã làm cho cả thế giới phải rung chuyển rồi. Chỉ vì cái quy tắc, tôi gọi là cái quy tắc của nó. Đáng lý là nếu mà Đài Loan báo cáo từ tháng 12 năm 2019, mà nếu mà ban hành đại dịch trên toàn cầu ngay lúc đó đó, thì tình hình đã không đến nỗi có cả triệu người chết. Nó đợi cho tới 30 tây tháng 1 nó mới ban hành cái gọi là đại dịch toàn cầu. Cuối cùng quý vị thấy đó. Cho nên cái tổ chức này tôi không tin nó nha. Rồi tiếp tục. Wow. À, ok. À, lý do nào khiến tập của mình phải qua Việt Nam trong tuần tới về anh Phong? Tại Cộng sản năn nỉ. Cộng sản cần có những cái tên tuổi lớn trên chính trường quốc tế tới để nó PR cho cái chế độ của nó. Cho nên kỳ rồi mà Joe Biden tới thì bây giờ tới phiên Tập Cận Bình tới. Việt Nam đâu có phải là quan trọng nhất đối với Trung Quốc đâu. Đối với Trung Quốc quan trọng nhất là Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản. Còn Việt Nam chả là cái khỉ gì hết. Bất quá chỉ là có được cái dãy Giang Sơn, là có cái chiến lược địa thế thôi. Chứ còn cái chính phủ, cái chế độ đó là chả có cái gì cho Trung Quốc quan tâm cả. Nó tới chẳng qua là gì? Là củng cố cái thế lực của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Nó chắc chắn là Cộng sản Việt Nam vẫn tuyên bố trung thành với Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do. Tức là Tập Cận Bình muốn Nguyễn Phú Trọng phải nhắc lại lời cam kết lúc mà tháng 12 qua. Tức là vẫn tuyệt đối trung thành, có chung thể chế với Trung Quốc nha. Ok, rồi theo anh, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, liệu Hoa Kỳ có đưa quân tham chiến không? Trên quy tắc thì không, nhưng mà trên thực tế thì có thể có. Nó tùy theo cái mức độ cuộc chiến này, và nó tùy theo cái thời điểm mà Trung Quốc tấn công. Trên quy tắc thì Hoa Kỳ chỉ có hỗ trợ về mặt vũ khí giống như Ukraine thôi. Trên quy tắc, nhưng mà trên thực tế thì do sự thúc đẩy của Nhật Bản, của Nam Hàn, của Philippines. Rồi thứ hai là cái mức độ của cuộc chiến này thì Hoa Kỳ có thể can dự trực tiếp. Tại vì nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì chắc chắn Nhật Bản sẽ can thiệp. Mà khi Nhật Bản can thiệp thì Hoa Kỳ không đứng ngoài được. Do đó nó còn tùy thuộc vào cái cuộc tấn công này như thế nào. Về quy tắc thì Hoa Kỳ không có xen vào, chỉ hỗ trợ về mặt vũ khí và về mặt chính trị thôi. Nhưng trên thực tế thì khi Nhật can thiệp vào, Mỹ đứng ngoài không được. Do đó thì về hai cái, về quy tắc thì không, nhưng mà về thực tế thì có nha. Ok, ok. Nếu y tế thế giới chậm quá là có họa nữa. Thì đúng, tôi nói quý vị, lần này tôi chưa biết. Lần trước đại dịch 19, họ trì hoãn 2 tháng trời. Gần 2 tháng trời họ mới ban hành. Thì lần này tôi không biết là họ trì hoãn tới bao lâu. Cái tổ chức này tôi nói là cái tổ chức bại liệt, tham nhũng và lạm quyền mà quý vị nha. Ok, việc cộng lén đón tập bằng 20 phát phát đại bác, trong khi ông Trump và đón tập bằng hàng trăm cái hoa tiễn Tomahawk vào Syria, sự khác biệt rõ ràng. Tôi không biết nó bắn bao nhiêu phát đại bác. Tại vì nếu bắn 21 phát á, thì quý vị biết nó là cái gì không? Bắn 21 phát súng hay 21 phát đại bác đó, là cái đó tiễn người chết.
Còn thường thường đó, đón nguyên thủ quốc gia hình như người ta bắn có 7 phát à. Có 7 phát đại bác với lại 7 phát súng thôi. Để đón nguyên thủ quốc gia thôi. Còn bắn tới 21 phát thì tôi nghĩ rằng là cái này tiễn người chết nhiều hơn đó nha. Rồi tiếp tục. Việt Nam em giờ buôn bán ế ẩm quá, nhà em bán phở lúc trước đắt hàng lắm, bây giờ ngồi chờ khách thôi, khổ quá không biết làm sao đây anh ơi. Thì bây giờ mở cửa làm chi, đóng cửa luôn đi. Bán không được đóng cửa luôn đi, tại sao phải gồng gánh tiền thuê mướn, rồi gồng gánh tiền nhân viên, rồi tiền bảo kê tùm lum hết. Bán không được thì dẹp tiệm. Chứ bây giờ mua mở cửa ra buôn bán còn lỗ nữa, lấy cái gì bù vô, rồi đi vay nợ lãi cao hả? Tôi đã nói quý vị, tình hình kinh tế Việt Nam nó tối thui rồi. Quý vị đừng nghĩ rằng là bây giờ còn buôn bán được. Đó quý vị thấy không? Bao nhiêu cái cửa tiệm đóng cửa rồi đó. Từ ở cái đường tự do xuống tới bến Bạch Đằng. Quý vị đếm coi còn được bao nhiêu cửa tiệm mở. Ok. Rồi, lướt qua một số cái. Chú Phong nói về những kiêng kỵ trong ngành sân khấu được không chú? Như không được ăn mía trước khi diễn, những kiêng kỵ bây giờ còn chính xác không? Tôi không biết, nhưng mà cái đó là cái mà những tiền bối của những thế hệ trước họ để lại, có nhiều cái kiêng kỵ lắm. Ví dụ như là nghệ sĩ kỵ diễn vai Thúy Kiều. Nếu mà diễn vai Thúy Kiều coi như là sự nghiệp chấm dứt. Hay là cái vai Đắc Kỷ mà lúc thọ hình. Thì có những cái kiêng kỵ đó. Thì tôi không biết đúng hay sai. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy tiền bối cũng đúng. Tức là cái người đầu tiên mà dựng cái vở tuồng Kiều á, mà bà chủ rạp cách đây khoảng 60 năm rồi đó. Thì vừa diễn tuồng Kiều xong bà bị cướp bắn chết. Bà bị cướp bắn chết. Rồi vợ của đạo diễn Phượng Hoàng là Dung á, 18 tuổi diễn Thúy Kiều xong bỏ nghề luôn. Rồi sau này á, Thúy Nga dựng lại cái tuồng Thúy Kiều ở trên cái sân khấu Thúy Nga đó. Thì người đóng Thúy Kiều là Ái Vân. Là sau khi đóng Thúy Kiều xong chị cũng rời khỏi Thúy Nga luôn. Thì đây là những cái mà cấm kỵ những người lớn tuổi á, họ những nghệ sĩ lớn tuổi đó, họ không cho con cháu mình diễn vai Thúy Kiều. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà cái đó là thực tế. Cái đó là thực tế, hoặc là diễn cái vai mà cổ tích của Trung Hoa đó là Đắc Kỷ, Trụ Dương Đắc Kỷ đó, thì diễn Đắc Kỷ màn nào cũng được hết, riêng màn thọ hình tức là màn bị chết đó, thì không ai diễn hết. Thì nó có những cái cấm kỵ ở trong nghề, ví dụ như là đừng có mang trái thị vào gần cái bàn thờ tổ, hay là đừng có cúng rượu trước khi diễn. Cúng tổ mà cúng rượu trước khi diễn đó là sẽ bị tổ trát. Đại khái nó có những cái cấm kỵ, cái nghề sân khấu nó có nhiều cái lắm, và những cái đó là do những tiền bối ngày xưa họ để lại, thì mình không biết lý do họ để lại, nhưng mà có những cái mình nghiệm thì đúng, nhưng mà có những cái thì không đúng, nhưng có những cái đúng, do đó mình cũng không biết được nữa nha. Rồi bà Trương Mỹ Lan có bị bắt chưa vậy anh Phong? Ở trong Việt Nam quý vị biết rành hơn tôi. Theo tôi biết thì hôm trước bà đã bắt bà rồi. Bắt bà ngay buổi sáng sớm. Và sau đó tới con cái của bà cũng bị bắt luôn rồi. Tại vì họ bắt bà ngay từ sáng sớm mà. Thì quý vị thấy những cái hình mà lúc mà bà chưa make up lên đó, thì lúc đó là lúc công an bắt. Tại khi họ bắt đó là họ chụp hình. Rồi họ dùng những cái hình đó để họ tri trét tên tội phạm. Thường thường quý vị, công an đó nó hay có cái trò đó lắm. Nó lựa cái lúc mà sáng sớm vô á, lúc quý vị còn đang ngủ chưa dậy đó, là nó ập vô nó bắt quý vị, xong nó chụp ngay tấm hình lúc đó luôn, nó đưa lên, cho nên á người nào cũng xấu như ma hết, tại vì ngủ đâu có ai make up đâu, sáng mới dậy mắt nhắm mắt mở nó lôi ra nó chụp tấm hình rồi nó bắt đi. Thì cái này là cái cách của công an làm nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Kinh tế Việt Nam nát như trái bình bát rồi, anh nói 30 năm nữa có phục hồi nữa không anh? Tôi không biết, tôi đã nói quý vị là tối thiểu là bây giờ nền kinh tế của Việt Nam bây giờ là lình xình trong vòng 30 năm. Lình xình trong vòng 30 năm, chết thì không chết đâu. Nhưng cứ lình xình như vậy hoài, phát triển không được nữa. Tại vì bây giờ cái chiến lược của Hoa Kỳ đã khác rồi. Trừ khi Cộng sản sụp đổ. Còn nếu không thì quý vị sẽ phải đối diện với một cái tình hình kinh tế thảm khốc nhất. Tôi đã nói quý vị, nước Nhật là một trong những nước có cái chỗ đứng rất là đứng nhất nhì thế giới đó. Thập niên 80 họ từng tuyên bố là sẽ không sa thải nhân viên đó. Thập niên 90
họ rớt vào suy thoái. Mà từ đầu năm 90 cho tới mãi năm 2010, họ mới thoát được suy thoái, mất 20 năm. Mà nước Nhật là trình độ dân trí cao, nền kinh tế đứng nhì thế giới. Lúc đó là họ đứng nhì thế giới đó quý vị. Mà họ mất tới 20 năm mới phục hồi kinh tế. Mà mới là suy thoái thôi nha, chưa phải là khủng hoảng đó. Thì quý vị, với cái trình độ của quan chức Cộng sản Việt Nam, rồi với cái tình hình mà khủng hoảng kinh tế kỳ này, thì quý vị nghĩ là bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu để phục hồi được? Tôi không nghĩ là dưới cái thể chế Cộng sản nó được phục hồi. Nó đã từng mở cánh cửa ra và nhiều quốc gia đầu tư vào, và bây giờ tất cả đều rút đi hết. Tại vì mảnh đất đó không còn là mảnh đất ngon nữa. Thường thường những quốc gia mới mở cửa ra thì nhiều nguồn đầu tư ở nước ngoài vào. Tại vì họ được những cái ưu đãi rất là nhiều, từ thuế cho tới mức nhân công rẻ, cho tới nguyên liệu rẻ, vân vân. Nhưng mà sau 30 năm khai thác, họ rút đi. Họ đi qua quốc gia khác rồi. Họ đi tìm vùng đất mới hết rồi. Thì bây giờ, cái quý vị đang chịu đựng là cái cơn khủng hoảng kinh tế không biết bao giờ mới chấm dứt. Tôi nói là không biết bao giờ mới chấm dứt. Đó, nước Nhật, trình độ dân trí cỡ đó, nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới trước khi bị Trung Quốc qua mặt đó. Mà họ mất tới 20 năm để phục hồi. Thì quý vị nghĩ đi, cỡ như Cộng sản Việt Nam thì mất bao nhiêu năm nha. Rồi tiếp tục. Ok, wow, lướt qua một cái gì đây. À, hình như con nghe nói cho nghe nhầm, chú nó có thể điều hành thủ đô nào đó vẽ minh họa hoặc họa đề tài bối cảnh chiến tranh Việt Nam qua lăng kính của Việt Nam Cộng hòa và lính. Tôi chưa có ý định làm cái đó, nhưng mà tôi đang quy tụ một số anh em để làm một số những cái chương trình lịch sử mang tính chất là lịch sử của thời cổ đại nhiều hơn. Tôi chưa có ý định làm lại những cái lịch sử cận đại. Thì tôi đang sử dụng một số những cái nhu liệu bên cái ngành 3D và nó gọi là VFX để mà tôi làm lại những cái, tại vì những cái công cụ bây giờ nó cho phép tôi làm lại, dựng lại được những cái cảnh đó. Thì tôi đang làm, chứ tôi chưa có ý định làm về cái cuộc chiến cận đại. Mặc dù làm về cuộc chiến cận đại nó dễ hơn nhiều lắm, nhưng mà tôi lại thích về cái lịch sử của cổ đại nhiều hơn. Tại vì tôi không tin là những cái lịch sử Trung Hoa mà những đứa trẻ Việt Nam nó thuộc rành đó, lịch sử Việt Nam không kém, còn có nhiều cái kịch tính hơn, ướt át hơn và gây cấn hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là chúng ta chưa làm được. Thì bây giờ tôi đang thử nghiệm thôi. Có thể trong đầu năm tới là bắt đầu những cái dự án này, và phim ngắn thôi, tức là từ 15 cho tới 30 phút thôi. Rồi từ từ mình mới đi tới những cái dài hơn. Mình làm thử trước đã, lấy kinh nghiệm, cũng như là bắt đầu tu bổ lại những cái sai sót, những cái thiếu sót. Rồi từ từ mình mới đi ra những cái phim dài nha. Rồi tiếp tục. Wow. Nhà anh Phong bị đột nắng quá trời. Thật sự quý vị, là cái do cái cửa sổ bên đây của tôi. Là tại vì ở nhà này có hai cái cửa sổ, thì thường thường là sáng tôi hay mở cái cửa sổ lên nha. Rồi. Không phải cúp điểm không đâu anh, mà nước cũng cúp thường xuyên. Em làm bếp nấu nước mà cúp nước luôn, chán lắm. Tôi không biết nước nhưng tôi biết điện. Tại vì điện là một trong những cái năng lượng, và nó là cái nguồn phát triển cho một cái xã hội. Không có năng lượng không thể phát triển được. Hai thứ phát triển xã hội là, thứ nhất là năng lượng, thứ hai là hạ tầng cơ sở. Hai cái này là phải có cái sự bảo đảm. Cái thứ ba là giáo dục. Ba cái điểm này là ba cái điểm phát triển xã hội. Thì bây giờ cả ba cái điểm này Việt Nam banh xác hết rồi. Banh xác hết rồi. Cho nên quý vị đừng ngồi đó mà hy vọng rằng là con rồng Á Châu, nó là con trùng Á Châu thì đúng hơn, chứ không phải con rồng đâu nha. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ở Việt Nam bây giờ giới trẻ muốn quên đi bế tắc thì xa vào cá độ bóng đá hết chú ơi. Bạn con chả thèm quan tâm chính trị, nói chuyện thật chán. Thì bởi vì nó bế tắc, nó bị bế tắc, rồi cái nó xa vào những cái đó, xong rồi cái nó bị thua nợ, nó thiếu nợ, nó thiếu cho dây lãi cao. Một là nó hiền thì nó đi trốn nợ, còn nếu mà nó không hiền thì nó đi cướp, nó đi trộm, và kết quả nó vô tù. Và cái giá nó phải trả là như vậy, bởi vì nó không nghĩ tới vấn đề mà tại sao nó lại không có tiền,
Tại sao nó bế tắc? Bây giờ Cộng sản đang đẩy mọi người vào cái hướng đó và giới trẻ vào hướng đó đó. Đừng suy nghĩ tới tại sao mình bế tắc. Đó là cái hướng mà giáo dục của Cộng sản bây giờ đó. Nó làm cho tất cả mọi người trở nên yếu hèn, không dám phản kháng và cũng không có phân tích suy nghĩ sâu. Chỉ chạy theo những cái bầy đàn ở trước mắt thôi nha. Ai Vân 1990 là chạy qua Berlin, Tây Đức, sau đó mới qua Hoa Kỳ. Thì thời điểm đó là thời điểm mà bức tường Berlin sụp đổ. Thì có nhiều người đi lao động ở bên Đông Đức, thì họ tràn qua Tây Đức, họ định cư rồi sau đó họ di dân qua Mỹ. Thì không phải chỉ có riêng Ái Vân, bà xã tôi cũng là gốc Đức, nhưng mà bà là người tị nạn chứ không phải là di dân, không phải là dân đi lao động. Rồi nghệ sĩ Thành Được vừa mới mất, thì ông cũng tới nước Đức. Ông trốn ở lại Đức, sau khi đi trình diễn là ông trốn ở lại luôn. Còn bà xã tôi thì đi vượt biên rồi được tàu cáp Amur vớt, thì nước Đức nhận. Thì bà là công dân Đức mà. Bà là công dân Đức rồi bà định cư nước Đức 15 năm. Thì rất có nhiều, rất nhiều những người ở bên Đức qua Mỹ, qua Mỹ định cư sau cái thời gian mà họ ở nước Đức nha. Rồi tiếp tục. Ok, lịch sử của Đài Việt Nam hay hơn Trung Quốc nhiều. Như trận Lý Thường Kiệt đại chiến Ung Châu, Khâm Châu. Tôi đang muốn làm cái tích đó đó quý vị. Tôi đang là muốn làm những cái tích về những cái trận chiến mà được xem là kiêu hùng của người Việt. Trong đó là có cái tích của Lý Thường Kiệt đem quân qua đánh luôn cả Ung Châu với Khâm Châu. Rồi có tích của bà Triệu. Rồi có tích của Mai Hắc Đế. Thì những cái tích này rất là hay. Và mình thấy được, mình đọc, mình thấy được cái cuộc đời của họ. Còn hay hơn cả kiếm hiệp của Trung Hoa nữa. Có điều là giới trẻ Việt Nam nó bị bịch hết rồi. Suốt ngày nó đâu có chịu đọc đâu. Nó chỉ đi coi phim không à. Bây giờ nó biết lịch sử Trung Hoa là qua phim ảnh không à. Có đứa nào chịu đọc đâu. Toàn là coi phim của Trung Hoa qua phim ảnh không à. Lịch sử Trung Hoa, cho nên nó rành lịch sử Trung Hoa còn hơn lịch sử Việt Nam là vậy đó. Nha. Nguyễn Công Khế bị bắt ở Mỹ hay ở Việt Nam vậy? Theo tôi biết thì mấy tháng trước đây Nguyễn Công Khế đã về Việt Nam. Và rồi thì cách đây khoảng một tuần lễ, ông ta bị công an mời lên thẩm vấn hết 2 ngày. Thường thường phỏng vấn á, nó vài tiếng đồng hồ nó thả về. Nó giam hết 2 ngày là có vấn đề đó quý vị. Sau đó nó thả ra, nhưng nó giữ passport lại. Rồi nó đợi thêm một, nó đo lường cái dư luận bên ngoài ra sao. Rồi một vài tuần lễ sau hay một vài tháng sau, nó chính thức nó bắt luôn. Đây là cách công an cộng sản hay làm. Tức là nó chụp trước vài ngày, rồi nó thả ra để nó đo lường cái dư luận. Và nó điều tra thêm một số vấn đề gì đó. Rồi xong rồi cái một vài tuần lễ hay một vài tháng sau, nó chính thức bắt lại. Thì bây giờ Nguyễn Công Khế đã bị giữ passport. Ok, không được phép rời khỏi Việt Nam nữa. Thì tôi nói quý vị rồi, cái cách của cộng sản là như vậy và trong cái thế giới cộng sản là như vậy. Đừng nghĩ rằng là an toàn gọi là hạ cánh. Trước khi Nguyễn Công Khế rời khỏi Tòa Thanh Niên, ông ta đã ép Nguyễn Quang Thông ký một số dự án về đất đai. Cho nên bây giờ chính cả Nguyễn Quang Thông cũng đang bị liên lụy luôn. Thì quý vị, Nguyễn Công Khế là một nhạc bất quần của Việt Nam mà. Do đó thì cái tin mà Nguyễn Công Khế bị công an chụp đó, tôi thấy có nhiều người vui hơn là buồn. Có nhiều người vui, có nhiều người gọi là nhảy cẩn đó luôn. Ok. Rồi tiếp tục. Tình hình mua bán nhà cửa Mỹ bây giờ sao anh Phong? Tùy theo, ở California thì nó đứng lại. Và Bắc California thì nó giảm khoảng độ 20% giá nhà. Còn ở Texas thì nó chững lại. Nó chững lại ở Houston. Nhưng nó vẫn bung ở tại Austin, Texas, mặc dù phân lời rất cao. Bây giờ phân lời lên tới 7-8%. Cho nên là nó làm cho nhiều người mua nhà, khó mua nhà. Nhưng mà những cái khu vực như là Austin thì nó vẫn hot như thường. Là bởi vì 5-6 cái hãng lớn nó về Austin hết. Cho nên khu vực này nó vẫn phát triển tốt. Houston giá nhà đứng lại rồi. Nhưng mà ngày hôm qua tôi đọc trong một cái bài báo về cái nơi nào mà đáng về hưu nhất nước Mỹ. Quý vị, tôi không tưởng tượng được. Nó là Arkansas. Mà cái nơi đội sổ mà mắc mỏ nhất nước Mỹ là Hawaii. Đứng nhì là California. Là mắc mỏ nhất.
Nhưng mà cái nơi mà nó nói là đáng để về hưu nhất từ chi phí cuộc sống, y tế cho tới cái đời sống của con người và con người á, thì nó nói là cái nơi mà được xem là của năm 2023 đó. Mà cái nơi mà được xem là đáng về hưu nhất là Arkansas. Thì tôi cũng hơi bất ngờ, đứng đầu nước Mỹ luôn là Arkansas, không phải là Cali hay New York hay là Hawaii. Hawaii đổi sổ. Hawaii là cái nơi mắc mỏ nhất, mặc dù khí hậu rất đẹp, nhưng mà bây giờ ở Hawaii tất cả mọi thứ đều mắc mỏ hết. Đứng nhì là California, nhưng mà đứng đầu là Arkansas nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Wow, các bạn hỏi một số những cái vấn đề mà tôi không có nắm rành thì tôi đành chịu thôi. Nếu nói về lịch sử cổ đại các nước Á Đông thì lịch sử Việt Nam, Trung Hoa có nhiều triều đại hơn và nhiều biến cố hơn, sự kiện hấp dẫn hơn so với lịch sử của Đại Hàn. Theo em nghiên cứu thì mỗi một nước đều có một cái nguồn gốc lịch sử riêng. Người Nhật họ cũng có cái nguồn gốc lịch sử của họ, người Trung Hoa cũng vậy, người Việt cũng vậy. Thì vấn đề ở chỗ làm cách nào để mình có thể phát triển được cho thế giới trẻ nó hiểu được. Ví dụ tôi nói ví dụ thôi, nội mà cái giai đoạn mà Trịnh Nguyễn phân tranh thôi đó, là quý vị thấy có cả ngàn câu chuyện khác nhau rất là hấp dẫn đó, quý vị thấy không? Chỉ có một cái câu chuyện Trịnh Nguyễn phân tranh thôi mà Khái Hưng đã viết ra được cái Tiêu Sơn Tráng Sĩ rồi. Thì quý vị còn nhiều câu chuyện rất là hay, cái cuộc tranh đoạt quyền lực, ví dụ như từ cái thời của Ngô Quyền cho tới qua cái thời của Đinh Tiên Hoàng, rồi từ cái thời Đinh Tiên Hoàng chuyển qua cái thời của Lý Công Uẩn, rồi từ Lý Công Uẩn rồi cái Trần Thủ Độ, tức là đời nhà Lý đó, sau đó là tới Trần Thủ Độ, làm cách nào lật đổ triều đại nhà Lý chuyển qua nhà Trần, rồi cuối cùng cũng phải trả giá là bị Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập ra nhà Hồ. Thì quý vị, những cái cuộc gọi là nội cung đấu đá này nè, nó còn hay hơn cả lịch sử Trung Hoa nữa. Nhưng mà có đáng tiếc là đám trẻ không biết gì hết, đám trẻ không hoàn toàn không biết gì hết, suốt ngày là cứ coi nội cung đấu đá của Võ Tắc Thiên, rồi của Dương Quý Phi, rồi của Từ Hy Thái Hậu. Trong khi đó Việt Nam vẫn có những cái câu chuyện lịch sử rất hay, nhưng đáng tiếc là mình không, là ở ngoài này thì chúng tôi giới hạn rất là nhiều, còn trong Việt Nam thì cái cục gọi là quản lý, cái cục quản lý điện ảnh đó, nó siết hết rồi. Cái nào mà đụng tới lịch sử đó, đó là nó không cho, còn cái nào ca ngợi đảng đó, thì nó cho, còn cái nào không phải ca ngợi đảng đó, mà thuộc về lịch sử Việt Nam đó là nó siết hết rồi, nó kiểm duyệt hết rồi. Cho nên đám trẻ bây giờ không biết gì hết nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ok. Ok. Phải có tinh thần Vua Quang Trung. Vua Quang Trung cũng là một trong những vị vua đã có công giữ nước và chống ngoại xâm. Còn nhiều lắm, còn nhiều vị vua như vậy lắm. Đó, Trần Nhân Tông. Từ thời của Trần Nhân Tông 3 lần đánh bại quân Mông Cổ. Thì không phải chỉ có vua Quang Trung không, trong việc lịch sử Việt Nam Lê Lợi cũng có. Lê Lợi là cái người kháng chống lại nhà Minh tới 10 năm trời, đâu phải chỉ có một mình Quang Trung đâu, đúng chưa? Và chính cái triều đại nhà Trần đó đã 3 lần đánh bại cả quân Mông Cổ, trong khi đó quân Mông Cổ nó chinh phục cả Âu lẫn Á, nó đánh bại luôn cả nước Trung Quốc, nó chiếm luôn cả nước Trung Quốc. Thì quý vị, trong lịch sử Việt Nam có nhiều nhân vật lịch sử được xem là huyền thoại lắm nha. Rồi tiếp tục. Wow, triều nhà Nguyễn cũng hay nhỉ, cũng hay. Quý vị, nếu không có nhà Nguyễn thì chưa chắc chúng ta khai phá được miền Nam. Nên nhớ là tổ phụ của Nguyễn Ánh, tức là chú Nguyễn Hoàng, là người có công khai phá miền Nam. Do đó không có chú Nguyễn Hoàng chưa chắc chúng ta có được những vùng đất của miền Nam bây giờ. Cho nên đừng nói là cũng hay. Thật sự triều đại nhà Nguyễn, nếu mà tính từ
chúa Nguyễn Hoàng cho tới cái thời đại cuối cùng là Bảo Đại, thì nhà Nguyễn có rất nhiều công lao. Nhà Nguyễn có rất nhiều công lao đó, chứ đừng giỡn chơi nha. Rồi tiếp tục, làm sao cho giới trẻ Việt Nam hiểu về lịch sử Việt Nam hay như thế nào? Thì tôi đang nói là tôi đang thử nghiệm đó. Năm tới tôi thử nghiệm coi có thành công hay không, tôi chưa biết. Nhưng mà bây giờ cái phương tiện về máy móc kỹ thuật cho tôi có đủ cái khả năng làm điều này. Với những cái phương tiện kỹ thuật mới bây giờ thì nói họ cho tôi đủ cái khả năng làm điều này. Vấn đề ở lại là tôi sắp xếp thôi. Và một mình tôi không thể vừa làm âm thanh, vừa quay video, vừa edit, vừa làm graphic, vừa làm VFX. Thì tôi đang phối hợp với một số anh em để mà phân công mỗi người một việc để mình làm thử coi nó như thế nào. Và đầu tiên hết là những câu chuyện ngắn thôi. Rồi từ từ mình mới đi tới những câu chuyện dài. Ngắn là 15 phút, kể cho tới 30 phút. Còn những câu chuyện dài là 1 tiếng rưỡi nha. Rồi tiếp tục. Học ngành kỹ sư xây dựng bên Mỹ có dễ kiếm việc làm không chú Phong? Ở Mỹ này đó, nếu mà nói về cái ngành xây dựng đó, mà trong cộng đồng Việt Nam đó là cái ngành bị chửi nhiều nhất. Cái ngành bị chửi nhiều nhất. Lý do tại vì đa số những người làm nghề xây dựng đó mà có cái license đó, có cái môn bài đó là những người thiếu trách nhiệm. Họ không bao giờ giữ đúng lời hứa với quý vị cả. Và thậm chí họ rất ẩu. Họ lấy tiền xong rồi cái là họ phủ tay đó. Ok. Ở Mỹ này là cái tôi sợ nhất cái ngành đó. Nói thẳng ra một câu, ở Mỹ này á, mấy ông xây dựng là tôi sợ lắm. Mấy ông nói xây cái nhà 6 tháng tới 1 năm xong, 2 năm chưa xong. 2 năm, 3 năm chưa xong. Tôi sợ nhất mấy ông này. Chưa có một ông nào giữ đúng lời cam kết hết. Nhất là mấy ông xây nhà gốc Việt đó là tôi còn sợ nữa. Mấy ông Mỹ, mấy ông còn đóng bonds của chính phủ thì mình cũng còn chụp được mấy ông. Còn mấy ông Việt Nam là tôi chạy dài luôn. Tôi nói thẳng luôn đó. Cho nên đó là ở Mỹ này người ta sợ nhất cái ngành này. Tại vì những kẻ ngành này á, nó đội giá lên khủng khiếp lắm. Nó đưa giá trên trời dưới đất không đó. Rồi á, ví dụ như một cái sửa một cái nhà 60 ngàn nó kêu đưa trước cho nó 20 ngàn, 1 phần 3. Có những đứa kêu đưa trước 30 ngàn phân nửa luôn. Đưa xong nó đi đánh bài mẹ hết rồi. Giờ về nó đưa cái mặt ra. Bây giờ muốn nó làm thì đưa tiền tiếp. Còn không thôi nó xù. Cùng lắm nó mất bằng. Nhiều lắm quý vị. Đừng có, cái nghề này đã bên đây tụi tôi sợ lắm nha. Rồi tiếp tục. Wow. Lướt qua một số cái. Dân Mỹ gốc Việt nghĩ sao khi chính phủ Mỹ chi cả 100 tỷ Mỹ kim cho Ukraine? Không cần dân Mỹ gốc Việt đâu, dân Mỹ gốc Mỹ nó còn chửi kìa, chứ đừng nói dân Mỹ gốc Việt. Trong khi đó biên giới thì mở ra, tội ác thì đầy ở các cộng đồng, mà chi cả 100 tỷ Mỹ kim cho an ninh quốc phòng của Âu Châu, còn an ninh quốc phòng của nước Mỹ thì bỏ mặc. Đó là dân Mỹ còn chửi đó, chứ đừng nói thế dân Mỹ gốc Việt nha. Rồi tiếp tục. Ok, lướt qua. Mọi người làm show lịch sử Việt Nam, có muốn tìm hiểu coi cội nguồn Việt Nam lắm chú. Thật sự quý vị, lịch sử Việt Nam có nhiều cái giai thoại rất hay và có nhiều cái câu chuyện rất hay. Nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy. Nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy được có nhiều câu chuyện rất hay, nó có thể thành phim được. Nhưng đáng tiếc là bây giờ chúng tôi ở ngoài này là lực bất tòng tâm. Ở ngoài này chỉ có 2 triệu mấy người. Mà thứ hai nữa là phương tiện không đủ. Thì bây giờ tương đối là đối với cái nhìn của tôi thì tôi có đủ phương tiện để làm theo kiểu của tôi. Nhưng mà phải chờ tới năm tới. Tại vì tôi nói rồi, năm nay còn 1 tháng nữa, còn mấy chục ngày nữa, hết năm rồi. Đang bị tam tai. Tức là đang xui. Cho nên là đợi đến năm tới rồi mới tính nha. Rồi tiếp tục. Wow. Triều nhà Nguyễn mở mang bờ cõi và những nhà Mo triều Nguyễn còn viết lịch sử cho người Việt Nam trong Ngọc Hạp Thông Thư có ghi lại. Thì tôi đã nói với quý vị là mỗi triều đại đều có một cái hay riêng. Trừ cái triều đại Cộng sản bây giờ là nó đẩy cả dân tộc vào bế tắc thôi. Còn tất cả các triều đại
các triều đại quân chủ của Việt Nam đều có một cái công trạng và đều có những cái phát triển rất là tốt. Từ triều đại nhà, từ lúc mà Ngô Quyền chính thức khẳng định là chủ quyền, sau 1.000 năm chúng ta bị đô hộ. Từ đó tới bây giờ đó là các cái triều đại quân chủ của Việt Nam có rất nhiều những cái giai đoạn phát triển rất là tốt. Từ phát triển về võ công hay là phát triển về văn học nghệ thuật hay là phát triển về kinh tế. Rất là tốt. Chỉ trừ có cái chế độ cộng sản này thôi. Ok. Rồi tiếp tục. Một dân tộc mà không nhớ cội nguồn gia tộc triều đại nào tạo ra mảnh đất hình chế hiện nay, em chưa thấy quốc gia nào phát triển mà không nhớ tới triều đại cuối cùng của họ. Thì tôi đã nói với quý vị là có rất nhiều những cái giai thoại rất hay. Vấn đề ở chỗ là làm sao chúng ta kể những câu chuyện này ra và cách kể câu chuyện như thế nào. Kể ra thì dễ lắm, nhưng cách kể câu chuyện như thế nào để tạo hứng thú cho cái thế hệ kế tiếp thì nó là một cái thách thức. Nó là một cái thách thức rất lớn. Và thứ hai nữa, chúng ta bị bế tắc ở một cái vấn đề là trang phục. Là trang phục. Do đó thì tôi đã giải quyết được cái vấn đề này rồi. Nhưng mà với những người làm phim khác từ trong Việt Nam ra tới hải ngoại đó, họ vẫn bị bế tắc về vấn đề này. Nếu làm đúng theo tinh thần lịch sử, họ sẽ bị chửi là bắt chước tạo. Còn nếu mà làm theo cái tinh thần dân tộc đó, thì họ sẽ bị chửi là cái này là không đúng lịch sử. Vấn đề cái trang phục, nó là cái vấn đề nhức nhối nhất của nhiều người nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Việt Nam có 5.000 năm, mình chỉ nói là 4.000 năm văn hiến thôi, 5.000 năm là Trung Hoa. Tức Trung Hoa họ tự nhận là cái thời Thiên Tử, tức là cái thời của vua Nghiêu, vua Thuấn gì đó, thì họ nói là họ 5.000 năm. Còn chúng ta có cái bề dày của cái văn hóa dân tộc là 4.000 năm văn hiến. Mình gọi là 4.000 năm văn hiến, chứ không phải là 4.000 năm lập quốc đâu. Ok, đừng có hiểu lầm hai cái chữ này. 4.000 năm văn hiến, tức là chúng ta nói từ cái thời Bách Việt, cái nền văn hiến của Bách Việt kéo dài cho tới khi mà chúng ta lập quốc. Chứ nếu mà nói là Việt Nam có lịch sử 5.000 năm là không đúng. Lịch sử chúng ta bắt đầu lập quốc nó khác, và cái văn hiến của dân tộc Việt nó khác. Hai cái khác nhau nha. Rồi tiếp tục. Ở Việt Nam sinh viên không có trách nhiệm khi làm việc cho nhóm, chú Phong ơi, làm việc gì cũng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Là bởi vì ở Việt Nam cái văn hóa sợ trách nhiệm không phải chỉ có sinh viên. Ngay cả những tên cán bộ đảng viên luôn, những tên nằm trong guồng máy cai trị, những tên đó còn trốn trách nhiệm gấp trăm lần cả sinh viên nữa. Nó là một cái thứ gọi là văn hóa sau này do chính cộng sản tạo ra. Gọi là văn hóa thì hơi kỳ, nhưng nào nó là một cái thói quen xấu mà chính cái chế độ cai trị nó tạo ra cho quý vị. Mà chính bản thân của những kẻ nằm trong guồng máy cai trị bây giờ, có tên nào chịu trách nhiệm đâu, có tên nào mà không đẩy đâu. Xảy ra chuyện là bang này đùng cho bang kia mà, bang này đẩy việc cho bang kia, đổ trách nhiệm cho bang kia mà, chứ có tên nào đứng ra nhận trách nhiệm đâu. Thì nó, cái thằng cai trị nó như vậy rồi thì đừng nói tới người dân nha. Rồi tiếp tục. Nếu suy xét lại, có lẽ công lao của vua Ngô Quyền là rất lớn và quan trọng, là tiền đề cho tất cả các triều đại sau này. Thì tôi nói quý vị, chúng ta bị gần 1.000 năm đô hộ là tính từ thời của Triệu Đà, tức là An Dương Vương sau khi mà bị mất nước, cho tới thời của Ngô Quyền là chúng ta có tới gần 1.000 năm bị người Trung Hoa đô hộ. Mặc dù trong gần 1.000 năm đó có rất nhiều những cái cuộc khởi nghĩa, nhưng mà nó không có dài hạn. Dài nhất là hai Bà Trưng đó, được 3 năm thôi. Rồi sau đó, rồi tới Bà Triệu, rồi tới Lý Bôn, Lý Bí, Lý Phật Tử, rồi Mai Hắc Đế, nhiều lắm. Thì chúng ta có những cuộc khởi nghĩa ở trong giai đoạn đó, nhưng mà chúng ta vẫn bị đô hộ cho tới khi Ngô Quyền chính thức khẳng định chủ quyền. Bắt đầu từ thời của Ngô Quyền là chúng ta, Ngô Quyền, Đinh Công Tráng là thân phụ của ông Đinh Bộ Lĩnh đó. Thì những người này là những người kiến tạo ra cái chủ quyền độc lập của dân tộc. Và bắt đầu đó
là chúng ta có những cái triều đại kế tiếp nha. Rồi tiếp tục. Ok, Ukraine mà bị Nga thua, Nga xâm chiếm hết lãnh thổ thì NATO làm gì anh Phong? Thì tùy theo giới lãnh đạo NATO lúc đó là ai, là cái thành phần bây giờ đó, thì tiếp tục sẽ nhịn né và Nga sẽ tiếp tục nhắm tới Ba Lan, Slovakia, Bulgaria, vân vân, Nga sẽ nhắm tới tiếp. Nếu cái đám lãnh đạo bây giờ, nếu cái đám bây giờ tiếp tục lãnh đạo NATO, còn nếu như gặp những cái người khác mà lãnh đạo thì Nga chưa chắc là chiếm được Ukraine. Lãng quạng là lãnh thổ mà Nga cũng bị chia ra thành nhiều phần khác nhau nữa. Chechnya trả lại cho Chechnya, Georgia trả lại cho Georgia, và sẽ có một hai vùng lãnh thổ khác tuyên bố độc lập luôn, nếu là lãnh đạo khác của NATO. Còn cái đám lãnh đạo bây giờ thì không những Ukraine mất nước, mà lãng quạng Ba Lan cũng bị uy hiếp, rồi Bulgaria cũng bị uy hiếp, Slovakia cũng bị uy hiếp, những quốc gia ở xung quanh Trung Âu và Đông Âu đều bị đe dọa hết. Nếu đám lãnh đạo bây giờ của NATO nha. Ok. Nếu Việt Cộng sụp đổ, Việt Nam lấy lại lưỡng quảng bằng cách đuổi người Trung Quốc như là đuổi người Do Thái làm với Palestine không anh Phong? Không. Thứ nhất là chúng ta đã mất cái vùng đất quá lâu rồi. Bây giờ những người ở đó họ không còn coi họ là người Việt nữa. Họ coi họ là người Trung Hoa rồi. Mặc dù mảnh đất đó là của Bách Việt, và chính những người Quảng Đông, Quảng Tây là người của giống Bách Việt, nhưng mà tôi không nghĩ là tình hình này nó được tái lập trở lại. Họ có thể tuyên bố thành một quốc gia độc lập riêng, nhưng cũng sẽ không dính gì tới Việt Nam nữa hết nha. Trong bốn nước Á Đông thì trang phục Nhật Bản là nước khác biệt so với Trung Hoa, còn Việt Nam, Đại Hàn đều có trang phục giống Trung Hoa, cho tới các triều đại sau này cũng khác biệt. Thật sự Đại Hàn họ cũng bị ảnh hưởng cái văn hóa của Nhật nhiều, thì cũng giống như chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhiều. Chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhiều, còn bên Đại Hàn họ bị ảnh hưởng văn hóa của Nhật nhiều. Và do đó nếu mà nói mà trong bốn tứ quốc đồng văn đó thì chúng ta có những cái tương đồng về văn hóa. Cho nên bây giờ nếu mà nói nhấn mạnh cái sự tương đồng đó thì sẽ bị chúng chửi. Thằng này đi theo Tàu, thằng này bắt chước Tàu. Nhưng mà thật sự quý vị, trong quá khứ lịch sử, từ các triều đại của chúng ta hay là các triều đại của Nhật Bản đều có chung một cái, kể cả Nam Hàn luôn, kể cả Đại Hàn luôn, đều có chung một cái mô hình quân chủ. Đều có chung cái mô hình quân chủ, từ cái mô hình điều hành quốc gia cho tới cái sắc phục. Đó, chúng ta giống như người Hoa, cái màu vàng là chỉ dành cho hoàng tộc, người ngoài mặc không được. Thì Trung Hoa cũng vậy. Trung Hoa họ cũng chọn cái màu vàng là cái màu của hoàng tộc, người ngoài không thể mặc màu vàng được. Thì đại khái như vậy. Rồi có những cái nhiều lắm, có nhiều cái chi tiết ở trong đó mà chúng ta có tương. Và cái thời của Trần, Lý, kể cả đời nhà Hồ và đời nhà Lê, thì đến đời nhà Lê chúng ta đỡ hơn, nhưng lúc đời nhà Trần, đời nhà Lý thì tất cả văn bản chúng ta đều viết bằng chữ Hán. Tất cả văn bản chính thức. Thì quý vị, thời điểm đó chúng ta bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà tại vì thời đó là gì? Tôi gọi chung là cái chế độ quân chủ Á Châu. Cái chế độ quân chủ Á Châu cũng như là Thái Lan, Campuchia, Malaysia thì họ bị ảnh hưởng cái văn hóa của Ấn Độ. Thì họ khác. Chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và Nhật cũng một phần bị ảnh hưởng văn hóa này. Thì do đó nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào lịch sử thì có những cái sẽ gây tranh cãi đó nha. Rồi tiếp tục. Wow, cảm ơn người bạn nào đây, Sài Gòn sẽ sống lại, đóng góp 50.000 đồng. Cảm ơn rất là nhiều. Ví dụ như Việt Nam phải tới cuối triều nhà Lê và qua đời nhà Nguyễn mới có trang phục riêng, Đại Hàn thì phải tới nhà Cao Ly mới có khác biệt về trang phục. Thì tôi nói quý vị, do đó chúng ta bắt đầu từ triều đại nhà Lê. Đúng là triều đại nhà Lê, lúc đó là chúng ta đã có những cái trang phục tương đối nó khác biệt. Và cái trang phục đó nói thẳng ra luôn, nó cũng là sự pha trộn của cái nét văn hóa Indochina và Trung Hoa và của Chân Lạp.
để chúng ta hình thành một cái y phục riêng. Còn trước đó là chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều cái y phục của Trung Hoa. Nhưng mà bây giờ làm về lịch sử mà mặc mặc đồ như vậy ra là sẽ có những kẻ không hiểu biết á, là chửi ngay: "Ê, thằng này bắt chước Tàu." Quý vị sẽ bị chửi như vậy đó. Nhưng mà thực tế chúng ta phải nhìn vào thực tế, chúng ta bị ảnh hưởng. Chúng ta bị ảnh hưởng, còn cái việc mà giữ cái bản sắc dân tộc, giữ cái ngôn ngữ, giữ cái hoa văn có. Chúng ta giữ tới ngày hôm nay luôn. Nhưng mà chúng ta giữ thôi, chứ không phải đó là cái y phục chung của cả dân tộc trong thời điểm mà thời đại quân chủ. Rất rõ ràng nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua. Anh có thể giải thích vụ Watergate khiến Tổng thống Nixon từ chức không? Là cái vụ đó là CIA đặt máy nghe lén đối với lại những thành viên trong Quốc hội. Và lúc đó thì ổng là người, ông Tổng thống chịu trách nhiệm sau cùng. Cho nên ổng phải từ chức nha. Rồi à, mình có Suya là người gốc Quảng Đông, món thịt kho gần giống người Việt, chỉ khác nhau là họ kho khô. Khác chỗ này, người Việt thịt kho trứng á, là mình luộc xong mình để cái trứng vô luôn. Còn người người Quảng Đông đó, họ đem trứng đó họ chiên lên, họ luộc xong rồi họ chiên, chiên xong rồi họ mới kho. Thì cái vỏ trứng nó dai 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 vậy nè. Thì nó khác nhau chỗ này. Có những cái món ăn, tại vì chúng ta cùng một nguồn gốc, là giống Bách Việt. Thật sự người Quảng Đông, Quảng Tây là giống Bách Việt. Chúng ta nằm trong giống Bách Việt. Nhưng mà rồi thì cái lịch sử nó đẩy dần chúng ta đi ra, và cái mảnh đất Quảng Đông, Quảng Tây bị Trung Hoa chiếm quá lâu. Do đó chúng ta bị mất đi. Và chính chúng ta giữ được cái nguồn gốc bản sắc của Bách Việt. Còn những người Quảng Đông, Quảng Tây bây giờ họ mất luôn. Họ mất luôn cái gốc của họ rồi. Nha. Rồi tiếp tục. Không có chế độ nào tồn tại mãi, cộng sản cũng vậy, theo anh nghĩ thế nào? Tôi không nghĩ như vậy. Chế độ chỉ tồn tại khi mà có người dân ủng hộ. Còn cái chế độ mà nó dùng cái bạo lực cai trị thì nó sẽ vĩnh viễn cai trị. Nếu người dân ngồi đó chờ, ngồi đó ngóng, thì nó sẽ cai trị gì vĩnh viễn. Nó sẽ cai trị vĩnh viễn luôn. Tại vì dân không làm gì hết thì nó tiếp tục từ thế hệ này qua thế hệ khác thôi. Trừ khi người dân bắt đầu thay đổi. Đừng ngồi đó mà nói chờ, trông chờ chế độ nó sẽ không có cai trị vĩnh viễn đâu. No. Nó sẽ cai trị vĩnh viễn nếu quý vị không làm gì hết. Ok. Do mình thôi nha. Thịt kho Tàu nguồn gốc miền Nam và có nhiều người Hoa sống ở đây. Thật sự thì tôi nói quý vị, nó khác nhau chỗ này. Người Việt mình kho trứng với là thịt á, thì mình để nguyên, mình luộc xong mình kho. Còn người Tàu họ chiên lên rồi họ mới kho nha. Rồi wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Ok. Đặt trường hợp Nikki Haley đắc cử tổng thống 24, anh nghĩ bà ta mạnh mẽ với như Trump không, vì cánh tả muốn bà thắng sơ bộ? Thật sự bà Nikki Haley bà mạnh về đối ngoại. Bà mạnh về đối ngoại hơn đối nội. Thì tôi bây giờ thì đám cánh tả nó đang bơm bả đó, bằng cách là nó xúi một số những nhà tay đại gia ở Wall Street quyên góp cho bả đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, cái tờ Wall Street Journal mới làm xong cái thăm dò, ông Trump gác Joe Biden, nếu đánh tay đôi, ông gác 4 điểm, 47 trên 43. Còn nếu như mà có thêm những ứng cử viên mà độc lập đó, như là ông Kanye West nè, ông Robert Kennedy nè, Joe Manchin nè, thì ông Trump 37%, còn Joe Biden 31%, ông gác tới 6% nữa. Tức là nếu có những ứng cử viên độc lập ra, nhưng mà nếu mà xét bên Cộng Hòa đó, thì ông Trump 59%, bà Haley được có 15%, Ron DeSantis được có 14%. Mà hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày 10 tháng 12. Tức là quý vị còn 1 tháng 5 ngày nữa là bầu cử sơ bộ rồi. Mà ông Trump ông gác điểm tới mức độ đó, thì quý vị nghĩ đi, ông gác ít nhất là 40 điểm, thì làm sao mà Nikki Haley thắng được đây? Sơ bộ là ông Trump thắng. Sơ bộ là ông Trump thắng đó nha. Rồi tiếp tục.
Nếu dân Việt Nam đòi Quảng Đông, Quảng Tây thì Canada đòi vùng đất thủy chân lạp của Việt Nam. Campuchia đòi vùng thủy chân lạp của Việt Nam. Thì họ có quyền, tôi nói đó quý vị, đừng đặt những vấn đề này nữa. Bây giờ mà chúng ta lấy lại Quảng Đông, Quảng Tây là chúng ta mất nước luôn. Dân chúng ở Quảng Đông, Quảng Tây 300 triệu người. Bầu cử tự do một cái là coi như mình mất nước luôn. Nếu bầu cử tự do, có nhiều đảng, thì quý vị, bây giờ chúng ta cũng không dám lấy lại nữa đó. Là bởi vì lấy là mất nước luôn đó, nha. Ông Trump buộc Liên Quốc cải tổ toàn diện, nếu không thay đổi ông sẽ rút toàn bộ Mỹ ra khỏi cơ quan này không? Yes. Ông sẽ cắt bỏ tất cả ngân sách. Rút thì chưa rút, nhưng cắt bỏ ngân sách. Không tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, không tài trợ cho cái cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, không tài trợ cho tổ chức nhân quyền, rút ra hết, cắt bỏ hết. Ông sẽ cắt bỏ hết. Thì lúc đó quý vị, họ sẽ đối diện với sự cải tổ nha. Rồi tiếp tục. Đặt trường hợp Việt Cộng sụp đổ có thể phát triển văn hóa cải lương không, trong khi giới trẻ lại mê nhạc rap? Với vấn đề là do cái định hướng của chế độ cai trị, do đó nó làm cho mọi người quên hết tất cả nguồn gốc văn hóa của mình. Nhưng mà nếu Cộng sản bây giờ sụp đổ và đưa lại những cái chính sách thúc đẩy và biến cái bộ môn cải lương trở thành một cái bộ môn thu hút được khách du lịch thì làm sao chết được? Tương tự như là cái kinh kịch Bắc Kinh, tương tự như là cái kinh kịch của Tokyo, hay là cái màn những cái màn văn hóa cổ truyền của Nam Hàn, của Thái Lan. Thì tùy theo cái vấn đề mình thúc đẩy như thế nào thôi, chứ không phải là đợi cộng sản sụp đổ. Bây giờ tôi đang nhìn thấy cái ngành đó sắp sửa đi vào bế tắc, là bởi vì cái chế độ cai trị đó nó muốn thúc đẩy giới trẻ quên hết tất cả văn hóa gốc của mình, quên hết tất cả văn hóa gốc của mình, cho nên nó thúc đẩy cái kiểu này đó nha. Rồi giờ Việt Nam giữ vàng hay Mỹ kim? Anh Phong cảm ơn anh. Tốt nhất là vàng. Quý vị giữ Mỹ kim, quý vị sẽ bị bắt. Quý vị sẽ bị bắt tại vì nó sẽ bắt đầu đi tới cái luật là siết không cho dân được sở hữu ngoại tệ. Tất cả phải được đổi ra tiền Việt Nam. Do đó, tôi thấy vàng là tốt nhất. Vàng thì không cấm được nha. Rồi, lướt vào một số cái nào ha. Bà gì đây? Bà Lee Jenny tung tin giả, vậy ai có quyền truy tố bà? Nó bà viết trên quan điểm của bà, đó là quan điểm của bà. Chả có ai truy tố cả, có điều là những cái công ty truyền thông nó khai thác và những mạng xã hội vẫn để cho bà nói, thì đó là quyền của tư nhân mà, đâu có liên can gì tới chính phủ đâu mà truy tố. Đâu có liên can gì đâu. Bà nói đây là quan điểm của tôi mà. Làm gì bà? Nhưng mà bà mượn danh nghĩa quan điểm để bà tung tin giả. Và cái tin giả đó bây giờ tới phiên đám Washington Post đó, nó bắt đầu phát tán và nó kích động đó. Bây giờ nó thấy là không cản được ông Trump rồi, cho nên bây giờ nó tung tin là ông Trump sẽ trở thành nhà độc tài. Ông Trump sẽ trả thù đối với những ai mà gây hậu quả cho ổng. Rồi ổng sẽ làm những chuyện trời đất hỡi gì đó. Bây giờ nó tung những cái tin này ra để nó triệt hạ uy tín của ông Trump. Đó là cách tụi nó làm thôi. Ok. Rồi, có thể chọn ông Elon Musk làm phó tổng thống thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ. Tucker Carlson làm phát ngôn viên tòa Bạch Ốc. No. Hai người đó sẽ không nằm trong nội các. Thứ nhất, Elon Musk không có hứng thú. Thứ hai, về hiến pháp, nếu tổng thống có vấn đề thì phó tổng thống lên thay. Elon Musk không phải là công dân, Elon Musk không phải là người sinh ra tại Mỹ. Impossible. Tucker Carlson có thể nắm một vị trí quan trọng, nhưng mà trong vấn đề đối nội nhiều hơn, chứ không phải là vấn đề đối ngoại. Ok. Tucker Carlson có thể được bổ nhiệm vào những cái vai trò khác, có thể là bên Bộ trưởng Tư pháp, có thể là bên Bộ trưởng Giao thông Vận tải, có thể là bên Bộ trưởng Bộ Môi trường. Chứ Tucker Carlson không có giữ cái vai trò đối ngoại. Cái vai trò đối ngoại tôi nghĩ là một là bà Nikki Haley, nếu bà nằm trong nội các, và hai là nếu bà làm phó tổng thống thì người khác sẽ làm bộ trưởng bộ Ngoại giao nha. Rồi tiếp tục.
Biden vượt quyền quốc hội bán đạn dược cho Do Thái, có bị lạm quyền không phải không anh? Nó cái này nó phải Biden, Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao vẫn dành quyền khẩn cấp để cung cấp đạn dược cho một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ 3 tháng sau, tức là 90 ngày sau họ mới làm một bản report cho phía của quốc hội. Cái này là quốc hội cho phép. Có những trường hợp khẩn cấp Bộ Ngoại giao có quyền quyết định, và sau đó họ phải báo cáo cho phía quốc hội mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Thì cái này là cái, nó gọi là cái đạo luật khẩn cấp dành cho những đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Thì Bộ Ngoại giao họ vẫn đâu làm sai đâu. Bây giờ phải chờ 90 ngày sau họ làm một cái bản report tại sao họ phải cung cấp khẩn cấp mười mấy ngàn viên đạn cho phía của Do Thái. Thì phía quốc hội họ cũng không làm khó, tại vì phía quốc hội họ vẫn muốn hỗ trợ cho Do Thái mà. Do đó tôi không nghĩ là big deal. Cái đó không phải là lạm quyền gì cả. Cái đó là cái luật cho phép khi mà một đồng minh của Hoa Kỳ bị đe dọa. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào các thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.